Nguồn nhập hàng sẽ quyết định cái sự sống còn của một cái doanh nghiệp, bởi vì nó là một cái yếu tố cực kỳ quan trọng. Khi mà nhập hàng mình phải cân đối giữa cái yếu tố tài chính và cạnh tranh giữa những cái thương hiệu khác. Và Hương thấy cái việc mà nhập hàng cái nguồn như thế nào nó sẽ quyết định cái chiến lược mà mình sẽ kinh doanh cái sản phẩm của mình ra sao. Video ngày hôm nay thì Hương sẽ nói rõ về cái vấn đề là các kiểu nhập nước hoa. Thường thì Hương hay nói với cả nhà của mình, đó chính là có cái kiểu nhập là mình sẽ nhập sỉ từ cái cửa hàng nước hoa uy tín. Các bạn có thể nhập từ 10 cho đến 20 triệu, hoặc là mình nhập nhiều hơn thì sẽ có cái mức chính sách giá mà nó tốt hơn một chút tùy theo cửa hàng. Hình thức thứ hai là mình có thể chọn mà đầy đủ giấy tờ pháp lý, đó là mình sẽ chọn những cái công ty xuất nhập khẩu ở trong trung tâm thương mại á. Nhưng mà Hương nói trước là cái giá của nó rất là cao, chính vì vậy mà mình rất là khó để mà cạnh tranh với thị trường. Bản thân Hương mà Hương còn thấy nó quá cao so với lại cái việc mà giá mình nhập nguồn hàng xách tay. Việc thứ ba mình có thể nhập đó chính là làm việc với lại tiếp viên. Khi bạn làm việc với tiếp viên thì cái giá nó sẽ rẻ hơn, nhưng mà nó đòi hỏi là cái số lượng của mỗi loại nó sẽ nhiều hơn và họ sẽ không đa dạng. Vì vậy các bạn có thể làm việc với nhiều tiếp viên của những cái tuyến khác nhau. Cách mà Hương làm mà thấy tốt nhất là các bạn có thể lựa chọn một cái cửa hàng nước hoa uy tín để mình có thể nhập cái đơn hàng sỉ. Như vậy thì số lượng nó cũng sẽ không có quá cao, bên cạnh đó mình sẽ được đa dạng hóa cái sản phẩm của mình. Ngoài ra thì sẽ có một cái rủi ro mà các bạn cần phải để ý nha. Đầu tiên là Hương thấy là có rất nhiều người làm trang giả trên fanpage, sau đó là mình chuyển tiền vô 5 triệu, 10 triệu và họ im luôn và họ không giao hàng cho mình. Cái hình thức lừa gạt thứ hai đó là cái đơn đầu tiên họ giao cho bạn sẽ là sản phẩm thật, nhưng cái đơn thứ hai họ sẽ trà trộn vô đó 1 đến 2 chai giả, mặc dù là cái giá rẻ hơn một chút xíu, nhưng mà bạn phải để ý cái vấn đề đó rất là nhiều luôn. Và việc thứ ba bây giờ đang bị lừa là sao? Là cái đơn 1, đơn 2 người ta giao cho bạn rất là uy tín luôn, rất là đàng hoàng, hàng thật đảm bảo 100%. Tuy nhiên đến cái đơn thứ ba hoặc là cái đơn thứ tư thì bạn chuyển tiền xong và họ bùm và họ sẽ không giao hàng cho bạn nữa. Vậy thì mình phải cân đối và mình lựa chọn, đừng có vì ham rẻ mà mình sẽ dính những cái đạn như vậy thì thật sự là nó sẽ làm cho bạn mất đi khách hàng, mất cả cái niềm tin trong cái quá trình mình kinh doanh. Vậy thì làm sao để mình có thể lựa chọn được cái nguồn hàng uy tín? Như Hương đã nói rồi ha, là các bạn cần phải biết phân biệt được hàng thật và hàng giả. Và Hương đã làm rất nhiều video để cho cả nhà của mình có thể tham khảo phân biệt hàng thật và hàng giả như thế nào. Nói như vậy nhưng nó không khó đâu, bạn làm riết thì bạn sẽ quen. Mình nhìn riết mình cũng sẽ biết cái siêu, cái bao bì, cái độ thủy tinh nó ra sao, thì chắc chắn người ta sẽ không có lừa mình được. Ngoài ra sẽ có thêm một cái yếu tố mà những bạn không để ý, đó chính là đối với nước hoa trong kinh doanh nó sẽ có những cái sự thay đổi bao bì hoặc là mẫu mã hoặc là mùi hương một tí xíu, nên là mình kinh doanh lâu mình phải hiểu được cái chuyện đó, chứ đừng có để những khách hàng nói là sao cái mùi của cái chai này nó không giống như cái chai trước đây mà chị đã dùng, thì các bạn sẽ mất niềm tin và các bạn bỏ luôn cái nguồn hàng. Như vậy thì các bạn đã mất đi một cái nguồn hàng uy tín. Vấn đề thứ hai là làm sao để nhận biết cái nguồn hàng đáng tin cậy. Cái vấn đề kinh doanh nước hoa đôi khi nó cũng rối não lắm, bởi vì là khách hàng của mình họ có tới hàng trăm hàng vạn câu hỏi luôn. Các bạn sẽ gặp phải những cái vấn đề như là em ơi chai này luôn hương trên da chị không lâu, cái mùi này không thơm, cái chai này nó không có giống như cái chai mà trước đây chị dùng nữa đó, trời ơi cái chai của chị luôn hương lâu lắm mà cái chai của em luôn hương trên có 1-2 tiếng thôi à. Nhưng mà nếu như bạn không có kiến thức, không có sự tự tin thì chắc chắn là bạn sẽ không giải quyết được khách hàng. Mà không giải quyết được một khách hàng thì làm sao mình giải quyết được 1000 khách hàng ở phía sau, đúng không? Câu hỏi rất hại não. Vậy thì chỉ cần mình lựa chọn được cái nguồn nhập hàng mà mình cảm thấy tin tưởng tuyệt đối 100% thì chắc chắn bạn sẽ xử lý tất cả những cái yếu tố ở phía sau một cách rất là dễ dàng. Bởi vì khi mình có niềm tin rồi, mình cam kết là nguồn hàng của mình là chất lượng rồi, thì kiểu gì mình cũng sẽ có cách để mà mình có thể trả lời khách hàng một cách tốt nhất. Đặc biệt là các bạn không được ham rẻ, bởi vì đối với cái tỷ suất lợi nhuận của nước hoa đó nó thấp lắm, nhất là bán sỉ nữa. Không có cái trường hợp mà giảm 30 đến 50% chỉ vì những cái lý do mà hàng mớp hộp, hàng thanh lý, xả hàng tồn kho, chuyện đó đảm bảo không có. Nó chỉ có mà cái sự xê dịch nhau, ví dụ như từ 100 cho đến 200 hay 300 là do cái nguồn hàng, cái cách vận chuyển khi về Việt Nam, thì cái điều đó là không có thấy nha. Còn cái chuyện mà giảm 50% tới 30% là chắc chắn hoàn toàn không có cái chuyện đó. Rồi việc thứ hai các bạn để ý luôn, và hôm nay nghĩ đây là cái cách mà các bạn có thể chọn nè. Hãy lựa một cái cửa hàng mà họ có cửa hàng và họ đã kinh doanh lâu đời. Bởi vì người ta có cửa hàng mà kinh doanh lâu đời thì chắc chắn họ phải giải quyết được những cái yếu tố khó khăn trong cái việc kinh doanh nước hoa. Kinh nghiệm có rồi. Những cái người mà làm giả chắc chắn họ không có mở cửa hàng làm gì đâu. Vì vậy bạn có thể rất dễ dàng để mình có thể lựa chọn, thậm chí khi mình kinh doanh phải đến tận nơi để xem cái cửa hàng nó hoạt động như thế nào. Thêm một cái tip nhỏ cho cả nhà của mình, để ý xem cái cửa hàng mà mình nhập hàng họ có bán lẻ được hay không. Bởi vì khi họ bán lẻ được có nghĩa là họ tiếp cái sản phẩm đó đến tận tay người tiêu dùng, họ hiểu được cái nhu cầu cũng như họ giải quyết xử lý được những cái sự cố. Vậy thì mình theo những cái cửa hàng mà họ vừa bác sĩ vừa bán lẻ, có phải họ sẽ giúp cho mình giải quyết những cái vấn đề của mình một cách rất là dễ dàng không? Vậy thì Hương nghĩ là để mà mình có thể kinh doanh nước hoa, vậy thì đầu tiên là cái nguồn hàng, mà mình lựa được cái nguồn hàng chất lượng rồi và mình có thể tìm được cái người có thể xử lý những cái khó khăn cho mình, thì chắc chắn bạn chỉ cần kiên trì thì bạn sẽ thành công. Vừa rồi Hương đã chia sẻ với cả nhà của mình về các nguồn nhập nước hoa và nhập ở đâu là tốt nhất, và Hương tin là trong cái video này sẽ giúp cho mọi người có được những cái kiến thức nền giúp cho mình yêu nước hoa thì mình có thể mạnh dạn mà mình ra kinh doanh. Và nếu các bạn đã ngồi ở đây và lắng nghe hết cái video này thì Hương tin chắc là các bạn đã có một cái sự đam mê rồi. Vì vậy đừng có bỏ, hãy kiên trì đi. Chính sự kiên trì của mình thì chắc chắn mình sẽ thành công. Nếu như các bạn còn bất cứ những cái thắc mắc, những cái lo lắng, những cái trở ngại nào thì đừng có quên cứ comment phía bên dưới đi. Hương sẽ đọc và trả lời tất cả những cái